Kính chào quý vị. Hiện là tôi đang có mặt đây là xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì giới thiệu đến quý vị ở đây có một lô đất. Chiều ngang này là 30 m và chiều sâu là 35. Thì lô đất mình có cập theo cái bể B40 này vào trong kia. Chiều sâu được khoảng 35 m quý vị nhé. Alo. Đây là con đường bê tông vô đất mình khoảng đi xuyên qua mặt đất mình khoảng đường này được khoảng cứ 5 mét quý vị nhé. Chỗ kia có cái ngã ba đường bê tông, ở kia có đường bê tông luôn. Chỗ ô tô đang chạy ấy. Thì đường đấy là đường 7 mét. Đây khu dân cư rất là đông. Tới đây mình chạy ra tỉnh lộ 765. 766 là bên này, 766. Là khoảng cỡ 800 mét là tới tỉnh lộ đấy. Còn đây là cái đối diện cái nhà nghỉ đây luôn. Lô đất này. Thì cập theo cái mé này là được 30 mét. Hơn 30 mét chút xíu này. Chiều sâu là được 35. Ở trên đất có trồng mì quý vị nhá. Rồi cái mà giá này Văn Trung xin đưa thông báo cho quý vị biết luôn ha. Giá là 50 triệu một mét cho cái lô đất này. Thì đây là khoảng 30 mét chiều ngang. Đấy, trên đất chỉ có trồng mì vậy thôi. Khu dân cư ở đây người ta trồng rau rất đẹp quý vị nhé. Dân cư khá là đông, dân cư đông nghẹt luôn. Đây người ta trồng mít. Đấy quý vị thấy lô đất này hợp lý liên hệ cho Văn Trung. Giá 50 triệu một mét. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau. Mức giá không thương lượng quý vị nhé, 50 triệu một mét không thương lượng. Tại vì mình đưa cái giá chính của anh chủ bán thôi chứ còn không, người ta nói không thương lượng nữa. Rồi xin kính chào quý vị.